Xin chào tất cả các bạn đã quay trở lại với channel Nha Trang Live. Trên tay của Hanna là đang cầm 5 bịa nha đam. Trong video ngày hôm nay là Hanna sẽ thực hiện thử thách là ăn nha đam sống, với thử thách là ăn hết 5 bịa nha đam này và không nói tiếng nào, là chỉ có ăn và ăn thôi. Ok, bây giờ let's go.
Mình đã thực hiện xong thử thách là ăn 5 miệng nha Nam trong vòng 10 phút rồi. Thì sau khi mà ăn á, cảm giác là nó có cái vị nó đắng đắng, nhẫn nhẫn từ cái mũ nha Nam á các bạn. Đó, nha Nam này ở nhà mình trồng nên khi mà mình hái á, ăn 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 liền á thì nó rất là nhớt. Đó, các bạn thấy không? Rất là nhớt. Rồi xong, cuối cùng cũng đã thực hiện xong thử thách rồi. Cảm ơn tất cả các bạn đã quan tâm theo dõi video. Đừng quên nhấn nút đăng ký like và chia sẻ video cho nhiều người cùng xem để ủng hộ cho kênh với Trang Lai. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở những clip sau.